Ôi này, nhìn thấy mình vẫn đẹp trai là sao rồi? Tài ơi, hôm trước Hùng vẫn còn cay cú cái vụ Mina trôn là tiếng hố cửa, là Hùng đã sợ ma nghe mấy cái tiếng đấy rất là ám ảnh ở nhà. Hôm nay sẽ trả đũa lại Mina bằng cách đó là đây là cái bột than đen, Hùng sẽ bôi kín mặt Hùng, sau đó là rình rình vào hồ Mina ở nhà nhé, chờ nhé. Bố kiếm mặt đen thui luôn này, trời lớn này, trời lớn luôn. Bôi này nhìn thấy mình vẫn đẹp trai là sao nhỉ? Ui sao? Cái mảng tô như này thì mình Hùng hơi lỗ tí, tô như này thì tí nữa Hùng đi rửa hết cái mặt này cũng hơi hơi bị mất thời gian á. Cái này gọi là có bị trôn hay là gọi là bị phản phản lại đi cả nhà. Kìa nha. Ôi ôi nhìn như quỷ trời à. Còn có mấy cái sân sân nữa. Ôi dồi ôi. Quay cho anh. Bây giờ là xin ít ra bông tỉnh trang nghe Mila rửa mặt cái này. Cả nhà thấy hay thì hãy cho một like một bình luận nha. Đấy em thừa chưa? Tự nhiên kêu em thừa ngồi mà tại trang cũng hy sinh như vậy, đâu cũng hy sinh như vậy. Nhưng mà tự nhiên có phải là mà tốn thời gian không ạ? Sao em chôn là anh em thử cái anh sợ ma hôm nào em dành giờ chỉ nghi vắng ấy em chôn anh cho xem anh lâu mới sợ cái hùng hôm anh lâu mới sợ anh nhớ nhá anh em thừa biết là anh có một cái tật anh sợ ma cực kỳ luôn hôm nào em chôn anh sợ sợ ma anh hết sợ rồi ma làm gì mà anh đi quần này còn chưa sợ nữa mà